Thời điểm thích hợp tái khám sau sinh là khi nào? Bạn đọc đặt câu hỏi: Alo bác sĩ ơi, cho em hỏi, em chuẩn bị sinh em bé và có nghe mọi người nhắc đến tái khám sau sinh. Vậy thì sau sinh, thời điểm nào là thích hợp để tái khám? Bạn thân mến, sau một quá trình vừa cạn, vất vả dù sinh thường hay sinh mổ thì cơ thể phụ nữ cũng bị yếu đi rất nhiều. Người ta thường nói rằng sinh xong một đứa con dường như mất đi vài năm tuổi thọ. Cơ thể người phụ nữ bị đảo lộn, hệ thống miễn dịch bị suy giảm, nội tiết tố thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến sắc phốc cũng như âm đạo tổn thương rất nhiều. Vì thế, việc tái khám sau sinh là rất quan trọng và cần thiết để bác sĩ có thể biết được tình trạng sức khỏe của mẹ sau sinh như thế nào, đồng thời giúp phụ nữ tránh hoặc là kịp thời điều trị các bệnh viêm nhiễm bộ phận sinh dục để không làm ảnh hưởng đến mẹ và bé. Thời điểm tái khám hậu sản được khuyên nên khám vào tuần thứ tư, tuần thứ sáu sau sinh, có thể đi khám sớm hơn nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường hay khó chịu nào. Sản phụ sẽ được nhân viên y tế tư vấn các nội dung bổ ích liên quan đến dinh dưỡng, khuyến khích các bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong 4 đến 6 tháng đầu tiên. Tư vấn để lựa chọn những biện pháp tránh thai phù hợp tùy theo hoàn cảnh như bao cao su, thuốc tránh thai dạng uống, thuốc tiêm ngừa thai, que cấy dưới da, v.v. Ngoài ra, khi nào có thể quan hệ tình dục lại sau sinh là một thắc mắc thường gặp, nhưng sản phụ có thể ngại nhắc đến. Thông thường có thể bắt đầu sau 6 tuần nhưng cũng sẽ phụ thuộc vào quá trình sinh và những biến chứng hậu sản. Sau sinh, sản phụ sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề như giao hợp đau vì lo lắng, giảm estrogen khi cho con bú hoặc thiếu tự tin. Cho nên trong lần khám này, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên viên để tìm một giải pháp thích hợp cho bản thân. Theo nhiều nghiên cứu thì đến 85% phụ nữ cảm thấy có những triệu chứng buồn phiền trong giai đoạn đầu thích nghi với việc nuôi trẻ, trong đó có đến 15% các bà mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Các triệu chứng có thể gặp như buồn, khó tập trung, thất vọng, lo lắng, cao gắt, v.v. Nếu như các triệu chứng nghiêm trọng kéo dài hơn 2 tuần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.